Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự hàng ngày của KTV Việt Thành. Cùng toàn thể ban biên tập KTV xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự ngày hôm nay, tối thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 2024, chúng tôi tiếp tục tới với quý vị các tin tức kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế nổi bật. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, với các thông tin về tình hình nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, với các đánh giá mới nhất về công cuộc cải cách của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Với câu chuyện cuộc đấu liên quan đến công ty khởi nghiệp kỳ lân của Việt Nam, VN Corp, đây là một công ty công nghệ viên của Trung Quốc sở hữu trá hình. Phải chăng các thế lực thân Trung Quốc trong Đảng, đặc biệt Ban tuyên giáo Trung ương đang nỗ lực bảo vệ quyền lợi cho Bắc Kinh, tuy nhiên, phe công an quyết không nhân nhượng cũng như vấn đề ông Tô Ân Sô làm trợ lý Tổng Bí Thư Tô Lâm có đúng quy định hay không. Đây là một vấn đề từ phía các thế lực chống Tô Lâm đặt ra nhằm gây áp lực với Tổng Bí Thư để gây khó khăn. Trong bối cảnh, các cảnh báo cho rằng phe tướng lĩnh quân đội sẽ bằng mọi giá ngăn chặn và không để ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí Thư tại Đại hội Đảng 14 đầu năm 2016. Một khi Tổng Bí Thư Tô Lâm vẫn tiếp tục duy trì chính sách đối ngoại thân phương Tây và Hoa Kỳ, đồng thời xa rời Trung Quốc. Và bản tin liên quan đến vấn đề kinh tế với chủ đề sức khỏe tài chính của người khổng lồ VinGroup và những chiếc bẫy nợ nần sẽ kết thúc chương trình. Ngoài ra còn nhiều tin tức quan trọng khác cùng với các đánh giá phân tích của các chuyên gia nổi tiếng quen thuộc. Như thường lệ chúng ta bắt đầu chương trình hôm nay bằng bản tin thời sự. Và thưa quý vị, và thưa quý vị, liên tục chương trình sau đây, chúng tôi tới với quý vị các thông tin mới nhất về chủ đề xã hội. Đó là sự qua đời của ông chủ hãng xe khách Thành Bưởi. Đáng chú ý báo giới đã có những đánh giá cao với sự thành công và bày tỏ nỗi thương tiếc với doanh nhân từ đất giấy lên. Theo nhà báo Mai Quốc Ấn đã đánh giá cho rằng, ngày trước, khi cả làng báo ủng hộ Phan Trương để đập Thành Bưởi, mình viết ngược lại dù chưa gặp người chủ hãng xe Thành Bưởi bao giờ. Đơn giản là mình là thằng đi nhiều. Đã đi nhiều thì sẽ biết nhà xe nào đàng hoàng. Xin lỗi nha, đàng hoàng từ... Cái toilet đàng hoàng từ chuyện nhỏ xíu là dạ thưa với khách và may mắn là mình đúng khi đọc bài viết con tiễn đưa cha của con gái ông thành mình càng thấy lựa chọn của mình là đúng không có một tầng sâu văn hóa thì khó mà viết được những lời như vậy với dân viết chuyên nghiệp đây là những câu từ không chấp bút trong khi đó nhà báo nguyễn thông đánh giá tôi chưa gặp ông chủ xe thành bưởi bao giờ con gái ông người viết bài dưới đây lại càng không nhưng suốt mấy chục năm kể từ khi có xe thành bưởi mỗi lần đi bảo lộc đạ hoai đà lạt tôi đều đi xe thành bưởi luôn hài lòng đọc bài người con gái viết về bố ông thành chủ hãng xe thành bưởi vừa mất tôi chợt hiểu rằng dù mình có viết trăm bài nghìn bài cũng không xúc động bằng lời của người con này xin chia sẻ về đây cho những người tốt tử tế cùng đọc con này mới thực con ngoan cô ấy sẽ nối tiếp được sự nghiệp của bố của mẹ tin chắc cô ấy sẽ thành công bởi trời không phụ lòng người như vậy con gái ông Thành Bưởi đã viết, tiễn biệt bố, bố kính yêu, con còn nhớ như in tuổi thơ, chiều nào con cũng đứng chờ cửa sắt nhà Hàm Nghi, mong xe về, mong bố về, mong mẹ về. Mẹ làm lơ xe, bố làm tài xế, lúc ấy mình chỉ có một chiếc xe 16 chỗ, ngày nào xe bị hư là con mừng lắm, con xin leo lên xe ngủ, bố mở cốp hay chui xuống gầm xe sửa xe, con lăng xăng cầm đèn pin. Mùi của bố là mùi xe, mùi nhớt, mùi dầu, mùi bụi. Lần đầu tiên con về Sài Gòn bằng xe tải, gọi là đi Sài Gòn chơi, nhưng con quanh quẩn trong kho hàng cũ kỹ ở Trần Bình Trọng, chờ bố cho xe chất xong hàng, bố chở đi ăn cơm. Bố ngủ ở kho hàng, tắm ở kho hàng, bốc xếp sinh hoạt sao thì bố sinh hoạt như vậy. Và nhiều người ở đó, trẻ cũng như già, họ gọi bố là bố, con nghĩ trong lòng bố là bố của mình mà. Lúc ấy, bố không còn xe khách nữa, bố chỉ làm xe tải. Rồi bố nói với con gái, bố mẹ sẽ mở ti ở Sài Gòn, Bố mẹ sẽ chạy lại xe khách, sẽ tiên phong làm thử ở miền Nam cho xe chạy suốt, chạy đúng giờ, không đón khách dọc đường, không nhồi nhét khách. Mới mười mấy tuổi, bố nói gì cũng giả, chứ con cũng không hiểu lắm cách làm ăn, cách chạy xe. Trong đầu bố không bao giờ ngừng có kế hoạch, ngừng có dự định. Việc này chưa xong, bố đã nghĩ ra việc khác. Bố ham học hỏi, lạc quan, tích cực. 40 năm làm con của bố, con chưa một lần nào thấy bố buồn bã, chưa một lần nào nghe bố than vạn khó khăn, mệt nhọc, đau ốm. Bố bảo, việc dễ thì làm nhanh, việc khó thì làm lâu, phải nhẫn nại. Việc gì cũng dễ thì người ta làm hết rồi. Chạy xe khách lại, với cách mới của bố, xe chở gió một thời gian rồi mình mới có khách. Đêm khuya bố vẫn đi chất hàng xe tải, hôm nào có khách đủ tiền giàu mẹ mừng dơn. Rồi mình có nhiều khách, rồi mình mua nhiều xe. Mẹ chỉ tìm tài xế hao hao như bố, giỏi nghề, có tư cách, có đạo đức, ôm vô lăng ngồi trước khách yên tâm ngồi sau. Để rồi mình có một đội ngũ lái xe thời đó thiệt oách, ai cũng đẹp người, giỏi giang, cứng cáp. Mẹ kể. Thời mẹ 20 tuổi đi buôn thì bố đã là tài xế. Năm 1974, bố đi bộ đội Trường Sơn. Sau khi ra lính, năm 1978, bố vào Nam chạy xe cho xí nghiệp xe khách Lâm Đồng chở vật tư. Bố siêng năng, cần cù được bác Hào, giám đốc thời ấy giao cho bố cái xe khách. Mẹ là khách đi xe của bố chạy, Bố mẹ lấy nhau năm 1983 và năm 1987 mới có chiếc xe 16 chỗ riêng đầu tiên. Thời xa xưa ấy bạn hàng nào cũng thích đi xe có bố chạy, được bố đón, được bố chất hàng. Hàng của khách là hàng của bố, bố chở khách như chở người thân. Khi con còn trẻ, con cũng lẫy vì mỗi bữa cơm, bố đều nói về xe, về khách, về hàng hóa. Nhiều lần con nói bố ơi, bố bỏ số điện thoại bố ra khỏi đường dây nóng đi, để con cho tổng đài nghe. Bố nói không được, bố phải nghe khách phản ánh cái gì để mà sửa sai chỉ mỗi nhân viên nghe thì mình xa rời công việc không còn biết chuyện gì sai đang diễn ra khi con có tuổi rồi thì con hiểu con là con của bố nhưng khách hàng hàng hóa xe là sự sống của bố thiếu một trong các thứ ấy bố sẽ chết không chỉ dạy chị em con lễ nghi phép tắc mà bố còn chỉ con nấu canh kho đậu hũ ủi áo quần khi con hỏi bố con đi lấy chồng bố bảo không lấy chồng mà lập gia đình lập gia đình như lập nghiệp Học mẹ ấy. Bố không bày tỏ tình cảm, không nói lời hoa mỹ, nhưng bố dặn con rằng hãy học mẹ, sống với bố con chứng kiến tình cảm của bố mẹ dành cho nhau trường tồn vĩnh viễn. Con thích cách bố chờ mẹ để ăn cơm cùng xong, cách chuyện gì mẹ cũng gọi điện kể cho bố nghe rồi hỏi, "Bố ăn cơm chưa? Bố ăn với gì?" Con ước nếu có một cuộc đời khác nữa, bố mẹ được sum vầy cả cuộc đời với nhau mà không cần sống xa nhau để hy sinh làm nhiều thứ cho cuộc đời này niềm vui của bố không phải tới chốn xa hoa những đám tiệc tùng thâu đêm suốt sáng không phải những nơi hào nhoáng mà nơi trồng về cây rồi bố trồng trọt vì mê cây thích trái mà con đã nghĩ bố giống nông dân hơn là làm vận tải con chưa bao giờ khen dứa của bố ngon vì con sợ bố lại trồng thêm con sợ bố phải làm nhiều đi xa rồi mệt nhưng bố ơi giây phút này ở đây con muốn nói rằng dứa của bố trồng rất ngon không phải chỉ trồng cây ươm trái mà bố còn là cây cổ thụ cho nhiều cuộc đời dựa trong đó có con các em con và mẹ bố quan tâm nhân viên bố bao dung rộng lượng nhiều người quen nói bị bệnh thì dù bận thế nào bố vẫn dừng việc lại nhiều lần đến tận nhà những người ấy để cho cây cho lá ai ai ở xa đến gặp bố nhờ bố cho lá cho cây để chữa bệnh bố tạo điều kiện để họ ở lại nhà của bố để tiện giúp đỡ bố thích ăn cơm nhà nấu bếp lúc nào cũng có lửa hồng vì ngày nào bố cũng ăn cơm nhà nấu bố đi rồi cái chén đôi đũa hạt gạo cũng nhớ bố cái tivi cũng nhớ bố, cái quạt, cái ghế cũng nhớ bố, cả những chậu cây thuốc trên sân thượng. Bố đi rồi các cháu thiếu tiếng gọi, ông, con chẳng thể làm được việc gì nếu không có sự nuông chiều của bố. Với mẹ, với con, với các em con, với các cháu, với người thân, với gia đình, bố đã đi trên con đường đầy vinh quang, cống hiến nhiều cho cuộc đời, sống chuẩn mực, điều mà rất hiếm có trong xã hội đương thời hôm nay. Con tự hào về bố, cả gia đình mình tự hào về bố. Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra các em con và con. Cảm ơn bố đã cống hiến cả cuộc đời chỉ làm những điều tốt và đẹp. Con cảm ơn mẹ, cảm ơn anh Đại, các em con đã chăm sóc bố con tận tụy những ngày tháng cuối đời. Cảm ơn cô Yến, cô Yến đã lo cơm, nấu nước, hỗ trợ giúp đỡ mẹ con hết lòng. Con cảm ơn các cô dì, chú bác, cậu mợ, anh chị em, bạn bè thân tín của bố con đã thăm hỏi bố con và động viên mẹ con, gia đình con khi bố con ngã bệnh. Cảm ơn anh Tùng tập thể anh chị cán bộ quản lý, các bạn nhân viên của cái đi thành bưởi. Kinh Lê Dương đã chăm sóc công việc suốt thời gian chú thành, cô bưởi vắng mặt thường trực. Con cảm ơn các bác sĩ, y tá, điều dưỡng đã hết lòng cứu chữa, nhưng bố con tâm bệnh nặng không thể vượt qua. Con gửi thân xác của bố vào đất, nguyện cầu hương linh của bố vãng sanh. Công dưỡng dục ngàn năm ghi tạc đức sinh thành muôn thuở nào quên. Bố đi với đất, về với trời thì tinh thần bố vẫn ở trong chúng con mãi mãi. Chắp tay hướng đến Phật tiền cầu cho bố được sanh miền lạc bang kính bố. Nam mô tiếp dẫn đạo sư a di Đà Phật. Và thưa quý vị, xin nhắc lại, như chúng ta đã biết, các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam luôn luôn bị đối xử bất bình đẳng. Họ luôn bị xem là con nuôi của chế độ và thường xuyên bị biến thành chùm khế ngọt cho các cơ quan công quyền trèo hái mỗi ngày, hay nói thẳng là vặt lông. Hãng xe khách Thành Bưởi cũng không là ngoại lệ. Cuối năm 2023, nhà báo Huy Đức đã có bài viết về vấn đề này. Với tiêu đề VTV và nhà xe Thành Bưởi. Theo tác giả Huy Đức, lực lượng công an và thanh tra giao thông mà tiến hành khám xét trụ sở chính công ty Thành Bưởi tại quận 5 thì số phận của nhà xe này có vẻ như đã ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng tối qua khi xem một phóng sự của VTV thì thật buồn. Những vi phạm mà nhóm phóng viên VTV điều tra ra đều là những hoạt động công khai suốt nhiều năm. Chúng không những không đe dọa gì về trật tự công cộng, mà còn cho thấy cách tổ chức rất khoa học, rất tiện lợi cho hành khách của hãng xe được lựa chọn nhiều nhất trên tuyến Sài Gòn Đà Lạt này. Trong các năm 2014-2015, tôi tham gia tổ chức các lớp tập huấn cho các nhà báo và các nhà vận động chính sách ở Red Communication khi xe dù đang là một đề tài được rất nhiều báo đài điều tra, phê phán và chúng tôi đã lấy xe dù làm case study dưới sự hướng dẫn của phó giáo sư Võ Trí Hảo. Và điều mà mọi người nhận ra, xe dù chỉ là vấn đề cạnh tranh giữa các nhà xe. Việc thành bưởi dùng xe nhỏ trung chuyển ra một bãi đất trống ở ngoại ô Sài Gòn là cách làm đáng khen, vì điều này giảm lượng xe lớn vào trung tâm thành phố. Xe trung chuyển của thành bưởi, xe dù cũng như mọi phương tiện khác đều phải tuân thủ luật giao thông. Nếu những xe này dừng, đỗ xe nơi cấm đỗ Phóng nhanh, vượt ẩu thì sử dụng luật giao thông mà điều chỉnh. VTV phê phán thành bưởi chạy tuyến cố định nhưng dưới hình thức xe hợp đồng là vi phạm Nghị định số 10 năm 2020. Nếu hiểu biết VTV phải phê phán cái Nghị định số 10 ấy vì nó vừa có dấu hiệu của nhóm lợi ích vừa là những thủ tục vô lý tạo điều kiện nhũng nhiễu doanh nghiệp cả khi làm thủ tục và cả khi đi trên đường. Tại sao chạy xe dưới hình thức nào tuyến nào lại phải xin cho thay vì việc ấy là lựa chọn của nhà xe thị trường sẽ điều tiết chứ không phải nhà nước. Theo Huy Đức, điều quan trọng nhất với nhà nước là thuế. Nếu thành bưởi thực sự trốn thuế thì họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tất nhiên điều tra trốn thuế không đơn giản và võ đoán như VTV vừa làm. Sài Gòn, Đà Lạt mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe khách. Có cả phương trang và thành bưởi thì mới có cạnh tranh hành khách mới được phục vụ tốt như hai chục năm qua. Cũng hàng chục năm qua, Thanh Bưởi luôn là đối tượng bị tấn công, nhất là thời Tất Thành Cang làm giám đốc sở giao thông vận tải thành phố. Mất Thanh Bưởi thì Phương Trang sẽ kinh doanh thuận lợi, một mình một chợ. Nhưng mất Thanh Bưởi, hành khách sẽ đối diện với nguy cơ độc quyền, nguy cơ trở về thời hành khách. Hiện tượng xe khách phóng như điên bất chấp tốc độ là rất phổ biến trên tất cả các tuyến gần như từ Nam chí Bắc. Điều này, chắc lực lượng cảnh sát giao thông hiểu nguyên nhân đến từ đâu. Liên tục chương trình sau đây, chúng tôi tới với quý vị các thông tin mới nhất về công ty khởi nghiệp kỳ lân của Việt Nam, VNG Corp. Theo Bloomberg, đây là một công ty lớn, vốn từng có kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ. Hiện đang bị cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh điều tra. Sự việc khiến mạng xã hội ở Việt Nam hôm 7 tháng 9 giấy lên tin đồn cho rằng ông lê hồng minh sáng lập và tổng giám đốc đã bị bắt nhưng tin này chưa được công bố do lo ngại bất ổn lan rộng trong lĩnh vực công nghệ và thị trường chứng khoán một số facebooker thạo tin nêu suy đoán rằng vụ bố giáp văn phòng vng là để điều tra về các dấu hiệu sử dụng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo đơn tố giác của các cá nhân song vng không tiết lộ bản chất của cuộc điều tra hay cuộc điều tra sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cho biết họ tiếp tục tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra đang diễn ra. Vẫn theo hãng tin tài chính có trụ sở ở Mỹ, công ty vốn sở hữu mạng xã hội Zalo nói rằng hoạt động của họ vẫn bình thường. Một câu hỏi đặt ra, vụ VNG có phải là cuộc đấu giữa phe cánh của ông Tô Lâm và ban đảng của tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo đang choảng nhau hay không? Chiều 6 tháng 9 hàng loạt báo nhà nước đồng loạt đăng tin có hàng trăm cảnh sát xuất hiện tại trụ sở công ty cổ phần vienzer tuy nhiên chưa đầy một giờ sau các báo lại đồng loạt rút tin này xuống đây là một trường hợp khá bất thường vì có vẻ như thượng tầng chính trị không thống nhất với nhau trong việc xử lý công ty vienzer cả về mặt luật pháp và về mặt truyền thông nói đơn giản là công an và truyền thông đang đá nhau trong việc xử lý sai phạm của công ty này được biết Vienzer là công ty có cổ phần của các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Tencent và Ant Group. Nhiều phần mềm do Vienzer phát triển như Zalo hay Zalopay đã bị người sử dụng Việt Nam đặt nghi vấn. Một doanh nghiệp có dính líu đến Trung Quốc vốn là một loại doanh nghiệp bất khả xâm phạm bởi động chạm đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Theo thông lệ, mỗi tổng bí thư Việt Nam mới lên ngôi thì đều sang Bắc Kinh đảnh lễ. Điều đó cho thấy Trung Quốc đang chi phối rất mạnh đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Những ngày gần đây, thượng tầng chính trị đang tỏ ra có sự bất nhất trong chính sách ngoại giao. Ông Tô Lâm vội vã sang Bắc Kinh diện kiến, tìm kiếm sự thừa nhận. Trong khi lãnh đạo quân đội thì lại thực hiện liên tiếp hai chuyến thăm khiến Bắc Kinh không vừa lòng. Đó là chuyến thăm Philippines vào cuối tháng 8 và chuyến thăm Mỹ hiện nay của ông Phan Văn Giang. Tuy nhiên, những chuyến đi này của ông Giang là chống Tô Lâm hay chống Bắc Kinh thì vẫn chưa rõ. Khả năng cao là chống Tô Lâm, bởi bắt tay với Mỹ mà vẫn trong giới hạn cho phép của Bắc Kinh thì không phải là chống Trung Quốc. Hiện nay, người nắm ban tuyên giáo trung ương là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, thượng tướng, ủy viên bộ chính trị. Ông Nghĩa là một trong hai vị tướng quân đội được ông Trọng kéo về ban bí thư để gia cố ban này. Giờ đây, ban bí thư đã do ông Tô Lâm làm chủ. Thì những người được ông Trọng Cơ cấu, một là phải thích nghi với chủ mới, hai là phải rời khỏi ban bí thư. Việc báo chí rút bài về vụ VNG cho thấy hai điều. Thứ nhất là ông Nguyễn Trọng Nghĩa dùng tuyên giáo để chống lại ông Tô Lâm. Thứ nhì, có thể thế lực thân tàu gây áp lực buộc báo chí phải rút bài. Như vậy, cả hai lần trái ý Tô Lâm đều do phía quân đội làm. Một lần do ông Phan Văn Giang, một lần do ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Liệu rằng đây có phải là chủ trương của phe quân đội muốn đối đầu với phe công an hay không? Có lẽ cần thêm thời gian để kiểm chứng. Những ngày gần đây, có luồng dư luận hy vọng chính quyền cộng sản xích lại gần hơn với Mỹ, đặc biệt là trong vấn đề an ninh quốc phòng. Cuộc chiến Ukraine đã chứng minh sức mạnh của vũ khí Mỹ. Việt Nam rất cần một hợp đồng mua vũ khí tối tân của Mỹ như Đài Loan đã và đang làm để có thể hiên ngang tự quyết mà không cần phải rụt rè trước Bắc Kinh. Mới đây, tờ The New York Times, một tờ báo lớn của Mỹ, được Việt Nam cho phép đặt văn phòng thường trú tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là một bước xích lại gần Mỹ trong giới hạn. Vì dù báo Mỹ có mặt ở Việt Nam thì cũng chỉ có tác dụng thuận tiện hơn trong việc đưa tin về tình hình Việt Nam chứ không đủ sức mạnh để gây ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế. Khi nào Việt Nam mua được máy bay F16, tàu ngầm hay nhiều loại vũ khí tối tân khác mà Ukraine đang sử dụng? thì lúc đó có thể tin rằng giới lãnh đạo Việt Nam dám phá làn danh tiến gần đến Mỹ hơn. Hai lần phe quân đội đi lệch hướng Tô Lâm cũng chưa thể cho thấy có phe nào thân Mỹ trong đảng. Điều này chỉ cho thấy đảng không thống nhất về đường lối và các phe đang phá nhau. Để có thể đánh giá xem có phe thân Mỹ hay không thì cần thêm những chính sách táo bạo hơn nữa trong quan hệ ngoại giao với Mỹ. Và thưa quý vị, việc báo chí rút bài hàng loạt đối với vụ vng bị điều tra cho thấy thế lực bắc kinh còn chi phối rất mạnh đối với đảng cộng sản việt nam từ thượng tầng đến cơ sở mới chỉ là một doanh nghiệp mà cũng đã khiến cho bộ máy công an và tuyên giáo đá nhau đôm đốp vng là công ty có cổ phần của hai nhà đầu tư lớn từ trung quốc nếu đảng cộng sản việt nam độc lập về chính trị thì bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trên lãnh thổ việt nam cũng đều phải chấp nhận luật pháp Việt Nam không có ngoại lệ. Vậy mà chỉ một công ty có cổ phần của các tập đoàn công nghệ tàu đã khiến cho ban tuyên giáo phải vội vã chỉ thị cho báo chí gỡ bài. Những ngày gần đây, nhóm quân đội đang có những chuyến thăm không hợp với mong đợi của Bắc Kinh. Thêm vào đó, tờ báo The New York Times vừa mới được phép mở cơ quan thường trú tại Việt Nam đã khiến xuất hiện chiều hướng bình luận lạc quan rằng Đảng đang muốn rời xa quỹ đạo của Trung Quốc và xích lại gần hơn với Mỹ. Năm 1990, nhóm Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng đã có cuộc gặp kín với các đồng cấp phía Trung Quốc tại Thành Đô, Trung Quốc. Đây là cột mốc đánh dấu sự lệ thuộc của chính trị Việt Nam vào Bắc Kinh và khiến các lãnh đạo đời sau cứ trượt dài theo lối mòn này. Từ đó, cứ mỗi khi tổng bí thư Trung Quốc đắc cử thì tổng bí thư Việt Nam phải sang triều bái. Đồng thời, khi Tổng Bí thư Việt Nam mới lên ngôi cũng phải sang Bắc Kinh. Như luật bất thành văn, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam phải sang Bắc Kinh đảnh lễ trước mới mời được Thiên triều sang thăm Việt Nam. Chỉ cần nhìn vào những quy định bất thành văn như thế thì cũng đủ hiểu Đảng Cộng sản Việt Nam chưa thể nào thoát khỏi thòng lọng của Bắc Kinh. Hiện Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thăm Mỹ, tuy nhiên, đây không phải lần đầu quan chức Việt Nam sang Mỹ. Sau năm 1990 dù Việt Nam đã bị Trung Quốc chòng thòng lọng vào cổ thì họ vẫn để Hà Nội bắt tay với Mỹ. Năm 1994, Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam. 1995, Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Năm 2000, tổng thống Mỹ Bill Clinton đến Việt Nam. Rồi đến năm 2015, tổng thống Barack Obama ký bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam, vân vân. Dù chậm chạp, quan hệ Việt Mỹ vẫn nhích lên từng bước chứ không lùi tuy nhiên người dân việt nam muốn đảng gần mỹ hơn như đài loan hàn quốc và nhật bản người việt hy vọng nhà cầm quyền dám mua vũ khí hiện đại của mỹ mà không sợ bị bắc kinh hăm dọa thậm chí dám cho mỹ thuê căn cứ quân sự như hàn quốc và nhật bản để việt nam có tiếng nói mạnh hơn trước trung quốc tuy nhiên đài loan hàn quốc và nhật bản là làn danh mà trung quốc ngầm định và cảnh cáo chắc chắn đảng cộng sản việt nam không dám bạo gan đến thế có thể nói Đảng Cộng sản Việt Nam đang được tự do trong khuôn khổ mà Bắc Kinh cho phép và người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phải có nghĩa vụ thực hiện những sứ mệnh giống như bề tôi trung thành với thiên triều. Cho nên, để Việt Nam có được bước tiến lớn gần hơn với Mỹ như những quốc gia dân chủ ở khu vực Đông Á là điều không thể. Một khi đảng vẫn đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi quốc gia thì đảng không bao giờ dám bạo gan tỏ thái độ cứng rắn trước Bắc Kinh. Con cá bị cắn câu có thể bơi trong bể, nhưng bị giới hạn, không thể vượt quá chiều dài của sợi dây. Nếu không, lưỡi câu sẽ xé toạc miệng nó, hoặc nó có thể bị chủ giật dây câu, kéo lên bờ làm thịt. Cho nên, ước mơ về một đảng cầm quyền gần Mỹ, buông tàu, mãi chỉ là một giấc mơ xa vời, nếu đảng Cộng sản vẫn còn nắm quyền cai trị trên đất nước này. Và thưa quý vị, điều dễ nhận biết nhất về chính sách của ông Tô Lâm là ông vẫn giữ nguyên cái lò nổi tiếng của người tiền nhiệm có thể nhân sự do ông nguyễn phú trọng đưa lên sẽ bị loại bỏ dần bằng nhiều cách khác nhau trong đó đặc biệt là cách dùng cái lò chống tham nhũng dưới thời ông trọng lò vừa là công cụ để mị dân vừa là công cụ để thanh lọc thành phần chính trị không cùng phe cánh tương tự lò dưới thời tô lâm cũng dùng để mị dân đồng thời vẫn là công cụ để làm cỏ các thế lực khác tạo điều kiện cho thế lực hưng yên lớn mạnh tuy nhiên đối với ông tô lâm Lò lại có thêm công dụng nữa, đấy là tạo ra một chuồng gà để nhốt những con gà gãy cánh, nhằm mân thịt chúng đằng sau hậu trường như trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc. Các lãnh đạo làm kinh tế bằng quyền lực không phải là chuyện xa lạ ở Việt Nam. Đặc biệt, làm các chính sách để sân sau hưởng lợi, cách làm này dễ bị dư luận phát giác và tố lên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc nhốt gà để thịt này, nếu không có các nguồn tin nội bộ cung cấp, thì không ai biết được sự thật đằng sau. Với việc dùng hồ sơ đen đặt lên bàn để uy hiếp nhằm chấn lột lại phần nào tài sản mà ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chấn lột trước đó, cho thấy công năng mới của cái lò dưới tay ông tô Lâm. Lò đốt càng nhiều, cháy càng mạnh, thì rõ ràng dưới tay tô Lâm có cả một rừng nạn nhân, những người chưa bị truy tố hình sự sẵn sàng hy sinh một phần tài sản kiếm được trong đời làm chính trị của mình để được yên thân. Đây là cách làm khác của Tô Lâm so với ông Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay, ông Tô Lâm mới chỉ lên ghế tổng bí thư trong một thời gian ngắn. Vẫn cần rất nhiều thời gian để Tô Lâm củng cố sức mạnh cho phe cánh của mình. Hơn ai hết, ông cần phải đẩy công suất của cái lò lên cao hơn nữa để dọn dần những thành phần mà ông Phú Trọng để lại. Thời gian đến đại hội 14 đang ngày càng ngắn, tất cả các phe phái đều phải chạy đua và ông Tô Lâm cũng thế. Có thể trong thời gian tới, Trung ương Đảng và Quốc hội sẽ có thêm nhiều kỳ họp bất thường nữa để sắp xếp lại trật tự giữa các phe. Nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm kỳ mà Trung ương Đảng và Bộ Chính trị gặp nhiều sóng gió nhất so với các nhiệm kỳ trước đây. Riêng năm 2020 là năm có nhiều tứ trụ bị gãy nhất. Năm 2024 cũng là năm đánh dấu quá trình chuyển giao quyền lực. Bắt đầu từ việc ông Trọng mất kiểm soát với cái lò sau đó là đến cái chết của ông, rồi đến thời kỳ Tô Lâm lên ngôi. Mà thời của Tô Lâm chính là thời của sóng gió chính trường. Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai liên tục bị dụng chỉ trong một thời gian ngắn là do bàn tay của Tô Lâm gây ra. Giờ đây, chính Tô Lâm đã ngồi vào vị trí của ông trọng và là người chủ lò mới. Thời gian tới có thể lò sẽ cháy còn mạnh hơn thời ông trọng. Ông Tô Lâm phải đốt lò để dọn đường cho phe hưng yên phát triển có vẻ như dưới thời tô lâm đảng không còn được thống nhất như dưới thời ông trọng phe quân đội được cho là đang muốn tách ra khỏi quỹ đạo của tô lâm đặc biệt là về đường lối ngoại giao một số đồn đoán cho rằng hiện nay quân đội có thể đang có hướng đi khác tô lâm rất xa nếu đúng thì đây là một mối nguy cho tô lâm từ đốt lò đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí nhiều năm qua cả báo chí tự do lẫn báo chí nhà nước, trong đó cũng có không ít lời khen ngợi từ phía báo chí tự do. Tuy nhiên, lò thì cháy mà tham nhũng thì không giảm. Đến lúc này, lò càng cháy thì chỉ càng chứng tỏ sự bất ổn ở thượng tầng chính trị. Thực chất, bất ổn ở cung đình cũng chỉ quanh quẩn ở vấn đề tham nhũng. Tham nhũng càng nhiều thì Tô Lâm càng có nhiều dữ liệu để giữ cho lò luôn cháy mạnh. Chẳng phải vì sự trong sạch của đảng mà chỉ vì quyền lợi cá nhân và phe cánh. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng thế, mà Tô Lâm cũng vậy. Và thưa quý vị, vì sao Tổng Bí Thư Tô Lâm vẫn không trùn bước trước áp lực của phe quân đội? Theo một số nhận định, Tổng Bí Thư Tô Lâm được cho là vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại cây tre nghiêng về phía phương Tây và Hoa Kỳ, thay vì nghiêng về phía Trung Quốc. Bất chấp các cảnh báo rằng, phe tướng lĩnh quân đội sẽ bằng mọi giá ngăn chặn ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí Thư tại Đại hội 14. Mới nhất, báo The New York Times của Mỹ, một tờ báo nổi tiếng, vừa nhận được giấy phép thành lập văn phòng thường trú tại Việt Nam. Trong khi, ở chiều ngược lại, Bộ Công an tổ chức khám xét văn phòng của công ty VN, một nhà phát hành công nghệ trực tuyến, được cho là do Trung Quốc thao túng. Theo giới thạo tin, công ty VNG là chủ sở hữu nền tảng ứng dụng Zalo, chuyên nhắn tin và gọi điện miễn phí lớn nhất ở Việt Nam. Zalo là một sản phẩm của công ty Tencent Trung Quốc, Đồng thời, WeChat cũng là một sản phẩm của công ty này. Nhiều ý kiến khẳng định, thực chất Zalo là phiên bản tiếng Việt của WeChat Trung Quốc. Tuy thông tin liên quan việc khám xét trụ sở công ty VNG ngay lập tức đã bị gỡ bỏ. Nhưng các cáo buộc cho rằng công ty này đã để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng vẫn còn tồn tại. Một vấn đề mà giới quan sát quan tâm và đặt câu hỏi đó là tại sao Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn rất tự tin trong chính sách đối ngoại? Bất chấp các phản ứng mạnh mẽ từ ban tuyên giáo cũng như phe tướng lĩnh quân đội. Câu chuyện lùm xùm xung quanh cáo buộc rằng Đại học Fulbright chuẩn bị cho kế hoạch cách mạng màu là không hề đơn giản. Kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam với phóng sự không để cách mạng màu đổi màu giáo dục đã đưa ra một thông điệp mang tính cảnh báo. Đây được xem là phản ánh quan điểm chính thức của giới chức lãnh đạo quân đội Việt Nam. Vậy, Tổng Bí thư Tô Lâm đã và đang sở hữu thứ vũ khí gì mà không hề lo sợ, thậm chí còn có các phản ứng công khai ở tầm mức cao hơn. Như đã thấy, theo một số phân tích, sau Đại hội 12, sự xuất hiện của ông Nguyễn Tấn Dũng trong lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giữ chức vụ Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên vào ngày 31/7/2016 là sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho sự tái xuất của ông Ba Dũng. Đáng chú ý, trong buổi lễ này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau khi trao quyết định cho Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng kỷ niệm trương cho Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Đây được cho là một thông điệp liên minh chính trị được công bố một cách kín đáo. Tuy nhiên, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã cảnh giác và quyết định tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương để giám sát Bộ trưởng Tô Lâm và kiểm soát hoạt động của Bộ Công an. Sau đó, Bộ trưởng Tô Lâm đã trở thành một người giúp việc đắc lực cho Tổng bí thư trọng. Đỉnh điểm là việc Bộ trưởng Tô Lâm bất chấp nguy hiểm, tham gia trực tiếp vào chiến dịch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại trung tâm thủ đô Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức vào tháng 7, 2017. Điều đó đã làm cho ông Trọng tin tưởng vào ông Tô Lâm nhiều hơn. Những điều kể trên càng được khẳng định sau khi mới đây, Thoi Bao DE đã công bố tấm hình tư liệu từ năm 2008. Bức hình cho thấy Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang trò chuyện với Thiếu tướng Tô Lâm. Vào thời điểm đó, sếp của ông Tô Lâm là tướng Nguyễn Văn Hưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, cũng một đàn em thân cận của ông bà Dũng. Đó là lý do, ngay sau khi Bộ trưởng Công an Tô Lâm hoàn tất kế hoạch đảo chính không tiếng súng, lên nhậm chức Chủ tịch nước, người ta đã thấy bay xuất hiện liên tục bên cạnh tân Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo một số ý kiến, tới đây, một trong ba tướng quân đội như Phan Văn Giang, Lương Cường hay Nguyễn Trọng Nghĩa lên giữ chức chủ tịch nước cũng khó có thể xoay chuyển tình thế trên bàn cờ chính trị Việt Nam. Ngoại trừ việc Bắc Kinh có những hành động tích cực, sử dụng áp lực quân sự như đã từng dùng để loại bỏ ông Nguyễn Tân Dũng trong cuộc đua trước Đại hội 12. Và thưa quý vị, liên tục chương trình sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin mới nhất về câu chuyện Ông Tô Ân Sô làm trợ lý tổng bí thư Tô Lâm có đúng quy định hay không? Đây là một vấn đề từ phía các thế lực chống Tô Lâm đặt ra nhằm gây áp lực với tổng bí thư. Theo BBC, Trung tướng Tô Ân Sô, trợ lý bộ trưởng Bộ Công an, được ban bí thư bổ nhiệm giữ chức vụ trợ lý tổng bí thư và phụ trách văn phòng tổng bí thư vào ngày 4 tháng 9. Nhìn vào quá trình công tác có thể thấy ông Tô Ân Sô là người khá thân cận với tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm. Ông đã theo ông Tô Lâm từ Bộ Công an sang văn phòng chủ tịch nước và hiện nay là văn phòng Tổng Bí Thư. Vụ việc này nổ ra vào thời điểm hiện nay. Tổng Bí Thư Tô Lâm đang ở thế ngồi trên lưng cọp, muốn tụp xuống không phải là điều dễ dàng. Thậm chí có các ý kiến đặt vấn đề, ông Tô Lâm chỉ còn một lựa chọn duy nhất, được làm vua, thua làm giặc. Trung tướng Tô Ân Sô, sinh năm 1963, quê ở tỉnh Bắc Ninh, là người thân cận với ông Tô Lâm. Ông Sô từng đảm nhận các vị trí Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Cục trưởng thuộc Bộ Công an. Đầu tháng 9 năm 2019, ông Sô được điều động, bổ nhiệm giữ chức tránh văn phòng, đồng thời là người phát ngôn Bộ Công an. Tới tháng 11 năm 2021, ông Tô Ân Sô được bổ nhiệm giữ thêm chức vụ trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Vào tháng 2 năm 2023, Ông Tô Ân Sô thôi làm tránh văn phòng Bộ Công an, nhưng vẫn là người phát ngôn của Bộ, kiêm trợ lý cho Bộ trưởng Công an ông Tô Lâm. Chỉ hơn một tuần sau khi ông Tô Lâm trở thành Chủ tịch nước, vào tháng 5 2024, thì vào đầu tháng 6 năm 2024, Trung tướng Tô Ân Sô thôi chức vụ người phát ngôn Bộ Công an để nhận nhiệm vụ mới tại văn phòng Chủ tịch nước, nhưng không rõ chức vụ của ông Sô tại đây là gì. Các thông tin chính thức được công bố đều chỉ nói chung chung rằng ông nhận nhiệm vụ mới tại văn phòng chủ tịch nước. Trong thông báo ngày 4 tháng 9 về quyết định bổ nhiệm ông Sô so làm trợ lý tổng bí thư, báo chí Việt Nam vẫn ghi chức danh của ông trước đó là trợ lý bộ trưởng Bộ Công an K, trong khi ông Sô so đã chuyển sang công tác tại văn phòng chủ tịch nước từ đầu tháng 6 như đã nêu ở trên. Thêm vào đó, từ ngày 6 tháng 6 Bộ Công an đã có Bộ trưởng mới là ông Lương Tam Quang, nên nếu ông Tô Ân Sô đã làm việc tại văn phòng chủ tịch nước mà vẫn đang là trợ lý Bộ trưởng Công an, đây được cho là điều không hợp lý. Theo BBC, dù không có thông tin cụ thể về chức vụ của Trung tướng Tô Ân Sô tại văn phòng chủ tịch nước, nhưng ông Sô có mặt tại hầu hết các cuộc họp, các chuyến công tác quan trọng của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Điều vừa kể đã làm cho một bộ phận không nhỏ lãnh đạo Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, đặc biệt các tương lĩnh quân đội, tỏ ra không hài lòng. Ví dụ, ngày 6 tháng 8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt, gồm Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Ngoài tứ trụ, thì thường trực Ban Bí Thư Lương Cường và tránh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc cũng tham gia hình ảnh của buổi họp cho thấy Trung tướng Tô Ân Sô cũng có mặt, ngồi cạnh ông Nguyễn Duy Ngọc. Tới ngày 9 tháng 8, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thường kỳ Bộ Chính trị, ông Tô Ân Sô cũng có mặt, ngồi hàng ghế phía sau ông Tô Lâm. Từ ngày 18 đến 20 tháng 8, ông Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Đây cũng là chuyến du nước ngoài đầu tiên với cương vị tổng bí thư, chủ tịch nước của ông và trung tướng Tô Ân Sô cũng nằm trong đoàn tháp tùng. Ngay sau khi trở về từ chuyến công du ngày 21/8, ông Tô Lâm đã chủ trì họp phiên thứ hai của tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng. Đây là cuộc họp quan trọng nhằm định hướng vấn đề nhân sự cho Đại hội 14 dự kiến diễn ra vào quý 1 năm 2, 26. Tham dự phiên họp này gồm các ủy viên Bộ Chính trị và các thành viên tiểu ban nhân sự. Trung tướng Tô Ân Sô cũng có mặt trong cuộc họp này. Liên tiếp trong 3 ngày 28, 29, 30 tháng 8, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí Thư đã có lịch trình làm việc dày đặc. Ngày 28 tháng 9, làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ngày 29 tháng 8, họp tiểu ban nhân sự Đại hội 14 và Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Ngày 30 tháng 8, họp Bộ Chính trị, Ban Bí Thư để cho ý kiến vào các văn kiện quan trọng. Ông Tô Ân Sô đều có mặt ở cả ba cuộc họp này. Như vậy, ngay trước khi được bổ nhiệm làm trợ lý Tổng Bí Thư Tô Lâm, Trung tướng Tô Ân Sô đã tháp tùng ông Tô Lâm trong nhiều sự kiện, cuộc họp quan trọng. Một câu hỏi đặt ra, các sự vụ vừa kể có đúng theo quy định của đảng hay không? Xét quy định số 30 tờ ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh trợ lý, thư ký có nêu. Trợ lý, thư ký của đồng chí lãnh đạo nào thì do đồng chí lãnh đạo đó giới thiệu hoặc cơ quan nơi đồng chí lãnh đạo làm việc đề xuất theo yêu cầu của đồng chí lãnh đạo. Như vậy, ông Tô Lâm là người giới thiệu đề xuất ông Tô Ân Sô làm trợ lý của mình. Do đó, từ vị trí trợ lý Bộ trưởng Công an, ông Tô Ân Sô đã thăng tiến lên làm trợ lý Tổng Bí Thư và phụ trách văn phòng Tổng Bí Thư. Tại Điều 6, Quy định số 30 này có nêu tiêu chuẩn về tuổi bổ nhiệm, tuổi công tác. Theo đó, tuổi bổ nhiệm lần đầu chức danh trợ lý của chức vụ lãnh đạo, gồm trợ lý Tổng Bí Thư, thì cá nhân phải còn trong độ tuổi lao động. Cụ thể, ông Tô Ân Sô sinh năm 1963, năm nay đã 61 tuổi. Căn cứ theo Điều 169 Bộ Luật Lao Động 2019, vào năm 2024, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam là 61 tuổi, lao động nữ là 56 tuổi 4 tháng. Như vậy, ông Sô so đã không còn trong độ tuổi lao động theo luật định và vì vậy, ông đã quá độ tuổi theo quy định 30. Theo một nhà quan sát giấu tên từ Việt Nam nói với BBC, việc bổ nhiệm ông Tô Ân Sô so làm trợ lý tổng bí thư có thể được xem là trường hợp đặc biệt, dù trong quy định 30 không nêu việc xét trường hợp đặc biệt đối với chức danh trợ lý, chức danh thư ký thì có. Trường hợp đặc biệt này có lẽ xuất phát từ vai trò trợ lý của ông Sô so ở Bộ Công an trước đây và trên cơ sở đề xuất của lãnh đạo mà trợ lý đó phục vụ, tức là Tổng bí thư Tô Lâm. Vẫn theo quy định 30, chức danh trợ lý đòi hỏi cá nhân phải giữ chức vụ trưởng hoặc tương đương hoặc có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo tương đương vụ trưởng trở lên, ít nhất là 3 năm. Ông Tô Ân Sô từng làm tránh văn phòng Bộ Công an trong hơn 3 năm nên về trình độ chuyên môn, ông thỏa mãn yêu cầu cho vị trí này. Và thưa quý vị, việc ông Tô Ân Sô trợ lý cho ông Tô Lâm rời văn phòng chủ tịch nước sang phụ trách văn phòng tổng bí thư cũng gợi ý rằng ông Tô Lâm sắp tới sẽ không còn kiêm nhiệm chức chủ tịch nước. Dự kiến chức vụ này sẽ được Quốc hội bầu vào kỳ họp tháng 10 của Quốc hội. Bên cạnh vị trí trợ lý, ông Tô Ân Sô còn kiêm chức phụ trách văn phòng tổng bí thư. Theo một nhà quan sát chính trị tại Việt Nam, văn phòng tổng bí thư là do ban bí thư lập ra, nhưng về mặt hành chính thì được văn phòng trung ương đảng hỗ trợ. Thời tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có văn phòng tổng bí thư và người phụ trách trước đây là ông Đào Đức Toàn. Trong nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương thì chỉ có văn phòng chủ tịch nước, văn phòng quốc hội, văn phòng trung ương đảng và văn phòng chính phủ. Văn phòng tổng bí thư không nằm trong danh sách này. Theo nhà quan sát giấu tên, văn phòng tổng bí thư là một bộ phận trong văn phòng trung ương đảng có nhiệm vụ là phục vụ tổng bí thư. Văn phòng này gồm trợ lý, thư ký, các nhân viên hành chính, cảnh vệ, lái xe, cần vụ, tạp vụ bác sĩ điện báo viên của Tổng Bí Thư. Tuy nhiên, trong phần thông tin về các ban đảng trung ương, thì mục mô tả về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng không có thông tin cụ thể về Văn phòng Tổng Bí Thư. Về vấn đề bổ nhiệm, bầu người chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định vào các chức vụ. BBC đã có phân tích trường hợp của Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, tránh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, và chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết. Quy định 214 Cura Tv về khung tiêu chuẩn chức danh tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý. Do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký vào ngày 2 tháng 1, 2020 thì để vào Bộ Chính trị. Cá nhân phải là Ủy viên Trung ương Đảng chọn một nhiệm kỳ trở lên. Trong khi đó, xét theo thời gian làm Ủy viên Trung ương Đảng thì Bộ trưởng Lương Tam Quang chưa làm chọn một nhiệm kỳ như yêu cầu của Quy định 24 nhưng ông vẫn được vào Bộ Chính trị Việc cựu Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc tránh văn phòng Trung ương Đảng và Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam được bổ sung vào Ban Bí thư cũng chưa đủ tiêu chuẩn tương tự như ông Quang Bài. Vì ít nhất thì cả hai ông đều chưa là Ủy viên Trung ương Đảng chọn một nhiệm kỳ trở lên theo giới quan sát đó là lý do để tổng bí thư tô lâm dựa vào đó để làm càn bất chấp các quy định trở lại vấn đề vì sao tp tô lâm chỉ còn một lựa chọn duy nhất được làm vua thua làm giặc theo đó việc tổng bí thư tô lâm đưa ra tuyên bố việt nam sẽ tiến vào một kỷ nguyên mới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đồng thời đưa ra cam kết sẽ đưa đất nước hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn đây là những tuyên bố đã được coi là mệnh lệnh cho công cuộc cải cách hơn ai hết, ông Tô Lâm hiểu rất rõ cái kết không mấy tốt đẹp của các lãnh đạo trong quá khứ như Trần Độ, Trần Xuân Bách. Khi họ đã dũng cảm phất ngọn cờ cải cách không đúng lúc, đã phải trả các cái giá đắt ra sao. Đó là lý do vì sao cách đây chưa lâu ông Tô Lâm đã có hàng loạt chỉ dấu ném đá dò đường để phản ứng trong nội bộ đảng. Như trong chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên trên tư cách tổng bí thư, ông Tô Lâm đã quyết định ghé thăm Quảng Châu một cái nôi của cách mạng Việt Nam để thăm các địa chỉ đỏ. Động thái vừa kể đã được giới quan sát đánh giá. Ông Tô Lâm khẳng định lập trường kiên định không thay đổi đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kể cả những hành động thương xót của ông Tô Lâm đối với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước, trong và sau lễ quốc tang cũng vậy. Việc trong các hội nghị hay sự kiện quan trọng Tổng bí thư Tô Lâm đã tạo là một tiền lệ dành một phút tưởng niệm cho cố Tổng bí thư Trọng để thể hiện sự kính trọng với người tiền nhiệm đã khuất. Tuy nhiên giới quan sát vẫn không tin khi cho rằng tất cả cũng chỉ là một toan tính chính trị nhằm để khỏa lấp nghi án rút ống thở. Đối với Tổng bí thư Trọng do ông Tô Lâm và phe cánh thực hiện. Tại sao khi ông Nguyễn Phú Trọng đang điều trị tại quân y viện 118 chưa hoàn toàn tắt thở thì buổi sáng ngày 18 tháng 7, 2024, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã vội vã ra thông báo giao trọng trách tạm thời lãnh đạo Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư cho Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong khi theo thông cáo chính thức, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời vào lúc 13 giờ 38 ngày 19 tháng 7, 2024. Đây là những nghi vấn cần phải làm rõ câu trả lời. Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rõ là đảng của giai cấp công nông và quần chúng lao động. Đảng lấy chủ nghĩa Mark Lenin làm nền tảng tư tưởng và Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị duy nhất dẫn dắt là lãnh đạo đất nước. Do vậy, mọi biểu hiện khác với điều vừa kể sẽ bị coi là trạch hướng và phản bội lý tưởng Cộng sản và sẽ được coi là các sai phạm nghiêm trọng và bị xử lý triệt đề. Việc các nhân vật như Trung tướng Trần Độ hay Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trần Xuân Bách là những người đã có xu hướng đổi mới mạnh mẽ khi trào lưu cải tổ do Gorbachev khởi xướng trong các đảng Cộng sản là một ví dụ. Ông Trần Xuân Bách đã bị phê phán, đấu tố gây gắt, cuối cùng bị kỷ luật, phải ra khỏi Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương. Những điều kể trên để thấy sự phản kháng của một bộ phận không nhỏ trong nội bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, vốn là các đệ tử trung thành của Tổng bí thư Trọng, là điều hợp lý cũng như việc ông Tô Lâm trong chính sách đối ngoại đã có các biểu hiện thân Hoa Kỳ và phương Tây, trong khi rời xa Trung Quốc, một đồng minh có cùng ý thức hệ cộng sản. Trong bối cảnh thế và lực của ông Tô Lâm và phe cánh trong đảng chưa đủ mạnh, với số lượng ủy viên trung ương, ủy viên bộ chính trị của phe Hưng Yên còn quá mong. Nếu so với số lượng ủy viên trung ương, ủy viên bộ chính trị của phe quân đội đã quá áp đảo khi so với bộ Hưng Yên của ông Tô Lâm. Với số ủy viên trung ương là 26, ủy viên Bộ Chính trị có 3 thành viên. Đó là chưa kể tới lực lượng tương tự của hai phe Nghệ An và Hà Tĩnh. Đó là lý do vì sao trong thời gian gần đây, ông Tô Lâm hết sức nỗ lực trong công tác tổ chức nhân sự để đưa các nhân vật thân tín của mình vào Bộ Chính trị và các vị trí lãnh đạo then chốt. Nhưng, nhưng nỗ lực vừa kể lại tạo nên hiệu ứng ngược, nó càng làm cho sự bất bình trong đảng tăng cao. Trong khi đó, thế lực chống lại Tổng Bí Thư Tô Lâm ở trong đảng đang có một ưu thế tuyệt đối, đó là sự ủng hộ của ban lãnh đạo Bắc Kinh và những biểu hiện rời xa Trung Quốc để ngả sang Hoa Kỳ và phương Tây của Tổng Bí Thư Tô Lâm chắc chắn sẽ bị Bắc Kinh chặn đứng bằng cách này hay cách khác. Đây sẽ được coi là sự trạch hướng và phản bội lý tưởng Cộng sản một khi ông Tô Lâm thất thế. Điều đó đã cho thấy, vào thời điểm hiện nay, Tổng bí thư Tô Lâm đang ở thế ngồi trên lưng cọp, muôn tụt xuống không phải là dễ dàng. Do đó, ông Tô Lâm và phe cánh chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là đối đấu tới cùng với bộ phận còn lại trong đảng với phương châm được làm vua, thua làm giặc. Và thưa quý vị, liên tục chương trình sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin mới nhất về chính trường Việt Nam. Như quý vị đã biết, Đảng Cộng sản Việt Nam lâu nay bắt tay với Mỹ và phương Tây, nhưng chỉ giới hạn về hợp tác kinh tế. Còn về quốc phòng an ninh, Việt Nam vẫn giữ khoảng cách chứ không dám xích lại gần hơn. Năm 2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam, nhưng đảng vẫn không dám đặt mua vũ khí Mỹ, sợ Bắc Kinh trừng mắt. Cái gọi là ngoại giao cây tre đã cướp đi cơ hội độc lập chính trị của Việt Nam như thế. Theo giới quan sát, gần đây, khi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, cũng như phát biểu nhân ngày Quốc khánh 2 tháng 9, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại. Đất nước ta đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đây là những chỉ dấu cho thấy, Tổng Bí thư Tô Lâm tuy vẫn theo đường lối ngoại giao cây tre, nhưng sẽ nghiêng về phía phương Tây và Hoa Kỳ thay vì nghiêng về phía Trung Quốc như ông Nguyễn Phú Trọng trước đây. Và đây là một trong các lý do đã khiến cho Tổng Bí Thư Tô Lâm từ thế chủ công phải chuyển sang phòng thủ và hòa hoãn đối với nội bộ đảng. Trong khi giới tướng lĩnh thuộc phe quân đội vẫn khẳng định trung tâm quyền lực thuộc về quân đội, thì việc Tổng Bí Thư Tô Lâm đã chủ động rời ghế Chủ tịch nước để trao lại cho phe tướng lĩnh là thể hiện thái độ hòa hoãn. Theo giới quan sát, bạo lực là công cụ duy nhất. Liệu Tô Lâm có dám nơi lỏng thòng lỏng khi ngồi ngôi tổng? Tô Lâm lên làm tổng bí thư không như những người trước đó. Tô Lâm lên ngôi bằng cách đánh cướp chứ không phải là người được chọn theo quy định. Khi ông Nguyễn Phú Trọng mới lên tổng bí thư, ông không có kẻ thù, nhưng vì tham vọng lấy lại vị thế đã mất về cho văn phòng Trung ương Đảng, nên sau đó, vũ đài chính trị mới hình thành hai thế lực kèn cựa nhau suốt gần 5 năm trong nhiệm kỳ 2011-2016. Ngôi tổng bí thư lẽ ra thuộc nhóm Nghệ An sau khi tổng trọng qua đời, nhưng do Tô Lâm làm phản nên đã làm xáo trộn tất cả. Nhóm Nghệ An thất thế nên im lặng chịu đòn. Tuy nhiên, mầm họa đối với Tô Lâm thì vẫn còn đó. Dù Vương Đình Huệ ngã ngựa, nhưng Nghệ An vẫn còn hai ủy viên bộ chính trị và hàng chục ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có một số nhân vật đang vận động để được vào bộ chính trị nhiệm kỳ sau. Ngoài ra, nhóm Hà Tĩnh cũng đông đảo không kém ông Tô Lâm lên làm tổng bí thư chắc chắn sẽ dùng quyền lực chèn ép hai thế lực này đã để dọn đường cho thế lực Hưng Yên lớn mạnh. Lợi ích của nhóm Hưng Yên lớn bao nhiêu thì lợi ích bị tước đoạt của hai nhóm lớn này cũng sẽ lớn bấy nhiêu. Có thể nói, Tô Lâm ngồi ghế tổng bí thư trong bối cảnh có rất nhiều thế lực đang trực chờ cơ hội để giật lại những gì đã mất. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền cai trị đất nước 100 triệu dân nhưng rất nhiều thế hệ lãnh đạo đã tỏ ra nhu nhược trước Bắc Kinh. Điều này hoàn toàn tương phản với chính quyền Đài Loan, một chính quyền chỉ có 25 triệu dân và là một hòn đảo nhỏ bé. Đảng rất tự hào về chính sách ngoại giao cây tre mà họ cho là uyển chuyển, khôn khéo để mị dân. Tuy nhiên, cái gọi là ngoại giao cây tre này chỉ là mặt nạ che đậy cho ý chí nhu nhược của giới lãnh đạo đảng. Hầu hết lãnh đạo cao cấp trong đảng đều hiểu rằng nền giáo dục và xã hội Mỹ Âu tốt hơn hẳn Trung Quốc nên lựa chọn cho con cái sang du học. Thế nhưng, họ lại cam tâm đưa đất nước Việt Nam vào thòng lọng của Bắc Kinh thông qua cái gọi là ngoại giao cây tre. Những ngày gần đây, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã có những chuyến thăm rất được lòng dư luận. Đấy là chuyến đi Philippines hồi cuối tháng 8 và chuyến đi Mỹ sắp tới. Tuy nhiên, rất khó có khả năng Việt Nam dám làm gì đó mang tính chất đột phá trong vấn đề hợp tác quốc phòng với Mỹ. Việc có hợp tác sâu hơn về quốc phòng với Mỹ hay không thì còn phải chờ xem. Tuy nhiên, về chiến lược thì rõ ràng ông Phan Văn Giang đang gây khó cho ông Tô Lâm trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Vì ông Tô Lâm chỉ vừa mới đi Bắc Kinh về thì ông Giang đã có những chuyến đi trái ngược. Vì sao? Ông Tô Lâm trong vai trò bí thư quân ủy trung ương lại để cho quân đội xích lại gần Mỹ. Điều này giải thích theo hướng nào thì cũng bất lợi cho ông Tô Lâm. Trường hợp thứ nhất, nếu ông Phan Văn Giang thực hiện sứ mệnh ngoại giao này theo lệnh của ông Tô Lâm, thì hóa ra ông Tô Lâm vừa tỏ thái độ thần phục trước mặt Tập Cận Bình, lại dở trò sau lưng ngay lập tức. Trường hợp thứ nhì, nếu ông Giang tự ý thực hiện không theo chỉ đạo của ông Tô Lâm, thì rõ ràng ông Tô Lâm không đủ khả năng để kiểm soát bên dưới khả năng cao là phe quân đội không vâng lệnh ông tô lâm từ khi ông trọng mất kiểm soát đối với lò đốt tham nhũng thì trong đảng đã nổi lên các thế lực triệt hạ lẫn nhau bản thân ông tô lâm đã hạ quá nhiều người của các phe khác thì đến lúc sẽ bị các phe khác phản công trước mắt họ là tìm cách gây mất uy tín của ông với thiên triều sau đó có thể sẽ có những bước đi tiếp theo táo bạo hơn cái gọi là ngoại giao cây tre giờ đây đang thất thế trong đảng đang nổi lên các xu hướng ngoại giao khác nhau không còn thống nhất nữa mỗi phe chọn một đường lối ngoại giao riêng nhằm những mục đích riêng khi đó sự mềm dẻo khôn khéo sẽ không còn nữa ngoại giao cây tre hiện nguyên hình là hình thức ngoại giao vô tổ chức mà thôi khi ông trọng còn sống đảng thống nhất hơn giờ đây đảng như con tàu vô định nhiều kẻ đang tranh giành quyền lái tàu Bất kỳ ai tranh thủ nắm được bánh lái thì sẽ lái con tàu theo hướng đi riêng của mình. Cứ như thế, con tàu đổi hướng liên tục và không có mục tiêu rõ ràng. Theo giới quan sát, Tổng Bí thư Tô Lâm đang cố gắng tạo ra những cải cách mang dấu ấn riêng biệt cho mình. Kể từ khi chính thức trở thành Tổng Bí thư, trong các bài viết hay phát biểu, ông Tô Lâm cũng nói đến việc triển khai có hiệu quả ngoại giao cây tre. Được biết, ngoại giao cây tre là thuật ngữ chỉ đường lối ngoại giao của Việt Nam dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khái niệm này xuất hiện từ năm 2016. Tuy nhiên, nó chỉ được nhắc đến nhiều hơn sau đại dịch Covid-19, nhất là sau khi nước Nga xâm lược Ukraina vào năm 2022. Báo chí nhà nước còn bốc thơm xem nó như cốt cách của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, cựu tổng biên tập báo thể thao thành phố Hồ Chí Minh, bà Hồ Thu Hồng người được cho là người tình của thượng tướng nguyễn văn hưởng cựu thứ trưởng bộ công an một nhân vật thân tín của cựu thủ tướng nguyễn tấn dũng đã sổ toẹt trên trang facebook cá nhân ngoại giao cây tre là gì là điêu thuyền là bạ gặp anh nào cũng ngả ngớn mọi ví von của ngày xưa là của một dân tộc vừa yếu vừa hèn cạnh thằng đã khỏe lại còn ác nên phải dạy nhau khôn lỏi khôn vặt còn thế giới ngày nay người ta đặt lòng tin vào những nơi yêu chuộng hòa bình và biết lấy lợi ích dân tộc làm trọng Đồng thời, bà Hồ Thu Hồng cũng hy vọng Tổng Bí Thư Tô Lâm không bị truyền nhiễm, tình yêu nghệ thuật bình dân, băng trò lẩy kiểu, không vi von tre pheo nứa lá, không mần lục bát, nôm na, là cha mách qué, cho kiểu ghép vần Theo giới quan sát, gần đây, khi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, cũng như phát biểu nhân ngày Quốc Khánh 2 tháng 9, Tổng Bí Thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại. Đất nước ta đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đây là những chỉ dấu cho thấy, Tổng Bí thư Tô Lâm tuy vẫn theo đường lối ngoại giao cây tre nhưng sẽ nghiêng về phía phương Tây và Hoa Kỳ thay vì nghiêng về phía Trung Quốc như ông Nguyễn Phú Trọng trước đây. Truyền thông nhà nước Việt Nam ngày 5 tháng 9 đồng loạt đưa tin báo The New York Times thành lập văn phòng thường trú tại Việt Nam. Bản tin cho hay Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao giấy phép thành lập văn phòng thường trú tại Việt Nam cho báo The New York Times theo bà Hằng. Điều này sẽ giúp The New York Times đóng góp vào việc tăng cường quan hệ song phương Việt Mỹ. Được biết, The New York Times là một trong những tờ báo uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Một số nhận định cho rằng từ khi bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ vào tháng 7 1995 đến nay, chưa có Tổng Bí Thư nào dám quyết định như ông Tô Lâm. Điều đó càng cho thấy, Tổng Bí Thư Tô Lâm không giấu giếm chính sách ngoại giao cây tre nghiêng về phía Hoa Kỳ và phương Tây. Cũng có nhiều ý kiến quả quyết rằng, muốn tiến hành công cuộc cải cách ở Việt Nam, thì Tổng Bí Thư Tô Lâm phải dã tử và nói không với chính sách ngoại giao cây tre nghiêng về phía Trung Quốc của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Phải chăng sự thay đổi như vừa kể của ông Tô Lâm đã khiến cho ban lãnh đạo Bắc Kinh không hài lòng? Một số suy đoán cho rằng Trung Quốc đã bật đèn xanh cho các thế lực vốn là tàn dư của ông Trọng, đặc biệt là giới tướng lĩnh quân đội, kiên quyết cản phá công cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm. Công luận đặt câu hỏi, liệu Tổng Bí thư Tô Lâm có thể đi đến đích hay không và hy vọng ông Tô Lâm sẽ không hiểu sai những tín hiệu nguy hiểm ấy. Theo giới phân tích quốc tế, chính sách xoay trục của Tổng bí thư Tô Lâm về chính sách đối ngoại đã khiến cho mối bất hòa giữa Tổng bí thư và các phe cánh thân Trung Quốc trong đảng ngày thêm sâu sắc hơn. Trở lại câu hỏi, vì sao Tổng bí thư Tô Lâm từ vị thế chủ công phải chuyển sang phòng thủ và hòa hoãn như trong lúc này? Quyết định của Quốc hội Việt Nam mới đây về việc sẽ bầu mới chức danh Chủ tịch nước ngày càng trở thành hiên thực. Tổng bí thư Tô Lâm cuối cùng chỉ nắm chức danh người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam còn chức vụ chủ tịch nước sẽ được bàn giao cho một lãnh đạo cấp cao khác. Việc văn phòng trung ương đảng vừa công bố quyết định bổ nhiệm trung tướng tô ân sô trợ lý bộ trưởng bộ công an làm trợ lý tổng bí thư và phụ trách văn phòng tổng bí thư càng khẳng định điều đó. như vậy giấc mộng của ông tô lâm lâu nay vẫn theo đuổi làm tổng bí thư kiêm chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa của chủ tịch tập, tập cận bình bên trung quốc đã ta thành mây khói. việc thiếu vắng chức chủ tịch nước một chiếc ghế vốn vẫn được cho là có tiếng, nhưng không có miếng. Nhưng đối với ông Tô Lâm trong lúc này vẫn có ý nghĩa hơn ai hết. Bởi nếu ông Tô Lâm không nắm chức danh chủ tịch nước, thì nghiệm nhiên vai trò người thống lĩnh các lực lượng vũ trang đương nhiên sẽ mất đi. Dẫu rằng Tông Bí Thư Tô Lâm vẫn nghiệm nhiên là Bí Thư Quân ủy Trung ương. Do đó, dưới sức ép trong nội bộ đảng, đã khiến cho tham vọng nắm quyền lực tuyệt đối của ông Tô Lâm tạm bị chặn đứng ông tô lâm không thể nắm các cơ quan đảng nhà nước chính phủ và quốc hội trong lòng bàn tay như ông tập cận bình đã và đang thực hiện thành công ở trung quốc động thái này đã cho thấy vai trò chủ công của ông tô lâm lâu nay đã bị buộc phải chuyển sang thế trận phòng ngự để tính toán các phương án mới làm thế nào để ông tô lâm có thể chế ngự lực lượng tướng lĩnh cấp cao trong đảng vốn dĩ vẫn rất trung thành với cố tổng bí thư trọng và ban lãnh đạo bắc kinh trước đây chưa lâu khi tổng bí thư nguyễn phú trọng còn sống ông tô lâm khi đó lợi dụng sự tin tưởng của ông trọng đã lạm quyền tiền trảm hậu tấu đã khiến cho các đối thủ trở tay không kịp nhưng sau đó không lâu tình hình dường như đã được vãn hồi điều đó đã khiến ông tô lâm và phe cánh phải cẩn trọng hơn gấp bội phe quân đội với trách nhiệm là trung tâm quyền lực là lá chắn cuối cùng để bảo vệ chế độ nhưng do sự mất đoàn kết nội bộ nên đã đánh mất vai trò của mình cho ông tô lâm và phe công an. Trong khi phe quân đội có hai đại tướng và với lực lượng quốc phòng hùng hậu, vậy mà phải ngồi khoanh tay nhìn đại tướng công an Tô Lâm hoành hành như trốn không người. Theo giới phân tích quốc tế, đây là một trong những bằng chứng cho thấy Tô Lâm đã bộc lộ tham vọng quá sớm. Trong lúc ông ta chưa đủ bề dày kinh nghiệm cũng như uy tín cần phải có trong nội bộ ban lãnh đạo cấp cao. Việc thế, lực của ông Tô Lâm và phe cánh trong ban chấp hành trung ương Bộ Chính trị và Ban Bí Thư chưa đủ mạnh cần phải có. Đó là lý do vì sao trong thời gian gần đây, ông Tô Lâm hết sức nỗ lực trong công tác tổ chức nhân sự để đưa các nhân vật thân tín của mình nắm giữ các cương vị chủ chốt, mang tính quyết định. Trong khi hội nghị Trung ương 10 khóa 13 chỉ còn chưa đầy một tháng sẽ khai mạc và thời gian từ nay đến khi đó sẽ có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Không chỉ riêng với Tổng bí thư Tô Lâm và phe cách của ông ta mà nó cũng là thời gian quý hơn vàng đối với phe cánh chống Tô Lâm. Việc phe quân đội sau một thời gian ngơ ngác không có những phản ứng cần thiết và cuối cùng đã khẳng định quan điểm bất di, bất dịch, trung tâm quyền lực thuộc về quân đội chứ không phải do công an kiểm soát và thao túng như hiện nay. Cũng như việc tổng bí thư Tô Lâm chủ động rời ghế chủ tịch nước để nhường lại cho phe quân đội. Đây là điều cho thấy tổng bí thư Tô Lâm đã chuyển sang một giai đoạn hòa hoãn. Theo nguồn tin từ nội bộ của thời báo về một số chủ trương thay đổi của Tổng Bí thư Tô Lâm. Cụ thể, Tổng Bí thư Tô Lâm đang cố gắng làm đẹp hình ảnh để lấy lòng dân và các ủy viên trung ương, ủy viên bộ chính trị, vì nếu không sẽ khó có thể nhận được sự ủng hộ để trở thành trường hợp đặc biệt của đại hội đảng lần thứ 14. Sẽ hạn chế bắt bớ, các quan chức cấp cao tham nhũng sẽ không xử lý hình sự, chỉ bắt nộp lại tiền rồi cho nghỉ, chứ không bắt nhiều như thời ông Trọng trước đây nữa kể cả các vụ việc tham nhũng đặc biệt lớn mà công luận hết sức quan tâm như gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Đặng Quốc Khánh cũng chỉ bắt nộp lại tiền rồi thôi, chứ không khởi tố, bắt giam như đồn đoán trước đây. Chúng ta hãy chờ xem. Và thưa quý vị, liên tục chương trình sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin mới nhất về kinh doanh của tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin mới nhất về ông Lê Đức Thọ. Cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Vietinbank. Mới nhất cục An ninh điều tra hôm 9 Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại công ty tân hấn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oil, công ty xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức liên quan. Trong vụ án, A Hồng Chín đề nghị truy tố 14 bị can ở các nhóm tội kể trên. Trong đó, ông Lê Đức Thọ, cựu chủ tịch ngân hàng Vietinbank, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc kiêm chủ tịch công ty xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Như quý vị đã biết, tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 của Cộng sản Việt Nam, 10 tham 2023, một số quan chức cao cấp đã bị Ban chấp hành Trung ương biểu quyết kỷ luật, trong đó có ông Lê Đức Thọ, Nam, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Thời điểm đó, người được cho là có khả năng cao bị khởi tố bắt giam ngay sau khi hội nghị Trung ương 8 kết thúc sẽ là cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến. Còn cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ sẽ được hạ cánh an toàn, nghỉ hưu ở tuổi ngoài 50 với khối tài sản khoảng 4.000 tỷ đồng. Và cuối cùng, mọi việc xảy ra không như đồn đoán. Ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, chỉ bị cách tất cả mọi chức vụ và được hạ cánh an toàn. Trái lại, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đã bị khởi tố bắt giam liên quan tới một vụ tham nhũng khác. Theo báo Tuổi Trẻ 14 tháng 12, 2023 đưa tin, Bộ Công an bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ. Bản tin cho biết, ông Lê Đức Thọ bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra sai phạm trong vụ án công ty đầu mối xăng dầu lớn phía Nam có tên Xuyên Việt Oil. Ngoài nhận hối lộ 600.000 UNA, ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, còn nhận quà là siêu xe, gậy golf và đồng hồ trị giá hàng tỷ đồng của chủ tịch công ty xuyên Việt Oil. Theo kết luận điều tra, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty xuyên Việt Oil, bà Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng. Cụ thể, bà Hạnh đã chỉ đạo nhân viên chuyển tiền quỹ Bogie vào tài khoản cá nhân thay vì trích quỹ BOF theo quy định. Số tiền này được bị can dùng mua bất động sản cho bạn bè vay, chi tiêu cá nhân, chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Để đối phó với hoạt động thanh kiểm tra, bà Hạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng quỹ bao G, nhưng thực tế số dư trong tài khoản không đúng với số liệu. Hành vi này gây thiệt hại hơn 2,29 tỷ đồng. Sai phạm thứ hai của bà Hạnh xảy ra trong việc công ty xuyên Việt Oil thu hộ, quản lý, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách. Cụ thể, bà Hạnh cố ý sử dụng tiền thuế đã thu hộ cho nhà nước để dùng vào mục đích cá nhân. Hành vi này đã gây thất thoát hơn một ngành hai bóng bi tỷ đồng. Nhận hối lộ hàng trăm ngàn USD, nhận quà trị giá hàng tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, năm 2018, Bà Hạnh quen ông Thọ do công ty Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng Vietinbank để được ông Thọ giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho công ty Xuyên Việt Oil. Bà Hạnh đã hai lần đưa hối lộ. Lần đầu vào tháng 1 2019, bà Hạnh đến gặp ông Thọ tại trụ sở Vietinbank xin cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỷ đồng và được ông Thọ đồng ý nhận lời. Sau đó, bị can Hạnh đưa cho Lê Đức Thọ 100.000 nguyên. Lần hai bà Hạnh đưa hối lộ vào năm 2020, khi công ty Xuyên Việt Oil muốn nối lại quan hệ tín dụng với Vietinbank chi nhánh Trường Dương. Bà Hạnh đã đưa cho ông Lê Đức Thọ 500.000 UME và được Chủ tịch Vietinbank phê duyệt kéo dài giới hạn tín dụng 3.000 tỷ đồng cho công ty Xuyên Việt Oil. Đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, A Hồng Chín xác định năm 2021 ông Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Để nâng cao uy tín bản thân, ông Thọ đề nghị bà Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Và doanh nghiệp này sẽ được tạo điều kiện về thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại địa phương. Theo đề nghị trên, bà Hạnh thành lập công ty cổ phần Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại Vietinbank chi nhánh Bến Tre. Bí thư Thọ nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho ông Nguyễn Thanh Trường, giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre, yêu cầu hỗ trợ bà hạnh. Đồng thời yêu cầu miễn thu phí 100 triệu đồng đối với tài khoản số đẹp cấp cho doanh nghiệp này. Quá trình xin vay vốn, Vietinbank chi nhánh Bến Tre phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho công ty Viet Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50% nhưng không được phê duyệt vì công ty xuyên Viet Oil Công ty mẹ của công ty Việt Oil Đang được cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo là 80% Tín chấp là 20% Vietinbank chi nhánh Bến tre đã thông báo cho bà Hạnh Nhưng bà Hạnh yêu cầu tỷ lệ tín chấp từ 40% trở lên Thì mới đồng ý vay vốn Sau đó, ông Trường đã gặp báo cáo Lê Đức Thọ Và được Bí Thư Tỉnh Ủy yêu cầu khẩn trương thẩm định Lập hồ sơ trình hội sở Vietinbank Phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của bà Hạnh sau đó, Vietinbank chi nhánh Bến Tre đã 20 lần giải ngân vốn vay cho công ty Việt Oil với tổng số tiền 88 đi 2 tỷ đồng. Quá trình này, nhóm ông Lê Đức Thọ ba lần được Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà, gồm một bộ gậy golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và một đồng hồ Patek Philippe Plus giá 421 000 người đen. Lần 2, tại nhà khách tỉnh ủy Bến Tre, Hạnh đưa cho Lê Đức Thọ số tiền 200.000 euro. Lần 3 vào tháng 5 2022, Hạnh mua tặng Lê Đức Thọ xe ô tô hiệu Mercedes-Benz S450 Luxury trị giá 6,7 tỷ đồng. Về tổng số tiền 1 070 000 usd đã nhận của bà Hạnh, gồm cả nhận hối lộ và quà tặng, ông Thọ khai đã gửi 440.000 usd tại nhà em trai nên nộp cho công an. Số còn lại ông Thọ khai đã tiêu hết. Theo giới thạo tin từ Hà Nội cho hay, số dư trong tài khoản ngân hàng của bí thư Thọ có trên 3.000 tỷ, là điều khá bất thường. Nhất là Betty Thọ bản thân không buôn bán, lương tháng chỉ mười mấy triệu, uống cà phê không đủ thì quá khó giải trình, và giải trình sau đây. Chuyện các doanh nhân có hàng ngàn tỷ trong kinh doanh là điều quá bình thường, thậm chí là điều đáng mừng. Vì dân giàu thì nước mới mạnh, ai mà chẳng biết. Song trên cương vị là một quan chức lãnh đạo cao cấp trong bộ máy đảng, việc bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ có hàng ngàn tỷ trong tài khoản ngân hàng, và đồn đoán còn sở hữu hàng ngàn tỷ giá trị bất động sản, tài sản khác nữa, sẽ là điều bất thường. Điều đáng lo là, theo tờ Tuổi Trẻ tháng 7, 2021, đưa tin cho biết, khi trao quyết định chức bí thư Bến Tre cho ông Lê Đức Thọ, trưởng ban tổ chức Trung ương bà Trương Thị Mai, đánh giá ông Thọ là lãnh đạo trẻ, có năng lực, trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng. Và thời gian tới sau khi nhậm chức tân bí thư Thọ, sẽ phát huy năng lực, dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Bến Tre. Đó cũng là lời bảo chứng cho một lãnh đạo trong sạch. Vậy mà sau hơn 2 năm, tài sản của lãnh đạo sạch sẽ, đó có thêm vài ba ngàn tỷ, mà bản thân chủ nhân không giải trình nổi với Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Một lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Nhà nước tiết lộ số dư trong tài khoản cá nhân của ông Thọ rất lớn. Khi được hỏi về nguồn gốc của các giao dịch, thì ông Thọ đã trả lời quanh co và không thành khẩn vẫn theo quan chức này đó lý do vì sao ủy ban kiểm tra trung ương mới kết luận bí thư thọ vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong kê khai minh bạch tài sản thu nhập và ông thọ giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực không đầy đủ không đúng quy định được biết bí thư lê đức thọ Trước khi được điều động về Bến Tre và nắm giữ cương vị bí thư tỉnh ủy vào tháng 7 tháng 2021, từng có 3 năm là chủ tịch hội đồng quản trị tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Ông Lê Đức Thọ sinh năm 1970, quê ở Phú Thọ, từng tốt nghiệp cử nhân kinh tế. Năm 1991, được về công tác ở Vietinbank Phú Thọ và rất nhanh đã rồi nổi lên như một ngôi sao, thăng tiến rất nhanh sau khi có bằng tiến sĩ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận. Năm 2010, sau 20 năm công tác, ông Thọ được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Vietinbank. Năm 2013, được bổ nhiệm làm Tránh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Để rồi không đầy một năm sau, ông là thành viên Hadakute kiêm Tổng Giám đốc Vietinbank. Năm 2018, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank. Ba năm ở cương vị này để rồi năm 2021, ông Thọ được vào Trung ủy và được điều về làm bí thư tỉnh ủy Bến Tre từ tháng 7 năm 2021. Ở VN, tài sản của các quan chức cấp bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư hay chủ tịch, cấp tỉnh thành tương đương, chắc chẳng ai thua ai về mặt tài sản là điều dễ hiểu. Xong ông Lê Đức Thọ, một cựu chuyên viên điện toán ngân hàng, mà lại để hàng ngàn tỷ trong tài khoản cá nhân thì thật bất thường và quá chủ quan. Vì bình thường, tối thiểu người ta sẽ chuyển hóa thành vàng, kim cương hay là bất động sản, hoặc cổ phần oanh nghiệp được đứng tên người khác. Đáng lo hơn, Chắc chắn là trong đảng không chỉ có một người như Bí Thư Lê Đức Thọ. Và thưa quý vị, theo giới thạo tin khẳng định Bí Thư Lê Đức Thọ bị Bộ trưởng Tô Lâm bắt bởi tội quá giàu nhưng không chịu chi để chạy án. Theo báo Tuổi Trẻ Online, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ. Ông Lê Đức Thọ bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Vẫn theo Trung tướng Tô Ân Sô cho hay, ông Lê Đức Thọ bị bắt trong quá trình cơ quan an ninh điều tra thụ lý, điều tra vụ án xảy ra tại công ty Tây Nhân Chánh, thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan. Những thông tin vừa kể đã cho thấy, những sai phạm trong vụ án mới bị khởi tố hoàn toàn không liên quan tới việc ông Lê Đức Thọ bị kỷ luật do không trung thực minh bạch về nguồn gốc sở hữu tài sản trước đây. Được biết, ông Lê Đức Thọ được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lựa chọn và bổ nhiệm giữ chức Bí thư tỉnh ủy Bến Tre hồi tháng 7, 2021 sau Đại hội Đảng khóa 13. Ông Thọ trước đó có 3 năm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank. Vào thời điểm tháng 6 năm 2023, giới thạo tin đã tiết lộ cho biết Hê, hey, ông Lê Đức Thọ bị lãnh đạo ngân hàng nhà nước báo cáo với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Số tiền gửi của ông Thọ tại các ngân hàng ước chừng 3.000 tỷ. Đó là chưa kể tới số lượng cổ phiếu khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Tin cũng cho biết, Lê Đức Thọ là đệ tử của cựu thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình, tức Bình Duồi. Với sự hậu thuẫn của ông Nguyễn Văn Bình, ông Lê Đức Thọ ý nhiều tiền, đang nhăm nhe vận động để giành chiếc ghế thống đốc ngân hàng nhà nước trong nhiệm kỳ đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Vì lý do đó, nên ông Thọ đã bị các thế lực kinh địch trong nội bộ đảng phang cho đến mức phải chấm dứt sự nghiệp chính trị tại Hội nghị Trung ương 8. Vậy mà vẫn chưa yên, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ còn bị các thế lực cạnh tranh tìm mọi cách tống bằng vào tù thì mới yên tâm, vì để ông Thọ ở bên ngoài sẽ còn lắm chuyện rắc rối. Xin nhắc lại, trước hội nghị trung ương 813 10/8/2023 báo tiếng dân online cho hay tin hành lang cho biết Lê Đức Thọ phân bua rằng anh ta bị đánh hội đồng rằng Thọ làm sao giàu bằng Lê Minh Hưng, cựu thống đốc ngân hàng nhà nước, đương kim tránh văn phòng trung ương Đảng, một tay hòm chìa khóa của tổng bí thư trọng. Ông Hưng được quy hoạch vào bộ chính trị khóa 14 sẽ nắm nắm chức thường trực ban bí thư hoặc bộ trưởng bộ công an. Lê Đức Thọ cũng nói rằng ông ta không giàu bằng người tiền nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Tổng tịch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng VietinBank giai đoạn 2014-2018 và hiện nay ông Nguyễn Văn Thắng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Công luận nghi ngờ khả năng cao do ông Lê Đức Thọ cậy phe cậy cánh của mình đã phát ngôn lộ bí mật được coi là hành động thách thức dám vuốt dầu hùm nên đã bị các đồng chí hồ báo hơn xé xác nhất là động đến nhân vật tay hòm chìa khóa của Tổng Bí Thư. Giới thạo tin thì cho rằng ông Lê Đức Thọ tại Hội nghị Trung ương 8 bị kỷ luật, cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh Bến Tre vì tội quá giàu. Nhưng ông Thọ cậy sức mạnh của thế lực chống lưng nên đã không chịu chi để chạy ông Tô Lâm. Dù rằng Bộ Công an đã ưu ái cho thời gian hơn 2 tháng để lo liệu, mà mãi không thấy đưa thì họ phải bắt thôi. Bộ trưởng Công an Tô Lâm muốn bắt thì cho lính đi tìm tội và họ lôi ra cái công ty thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oil này để có cớ để bắt. Như ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa hay Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tội Tây Đinh gấp vạn lần Lê Đức Thọ mà biết lo lót thì vẫn ngon lành cành đào. Có hay không việc lãi mẹ đẻ lãi con Vingroup đang cầm cự với bẫy nợ nần. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán nửa đầu năm 2020 của Vingroup cho thấy mảng sản xuất trong đó chủ yếu là VinFast đã lỗ gần 19.000 tỷ VND, trong khi ông Vượng đã phải cam kết tiếp tục rót thêm một tàu tỷ cho VinFast cho đến khi hết tiền mới thôi. Việc các chủ nợ yêu cầu tất toán sớm trong bối cảnh này càng gia tăng áp lực lên dòng tiền của tập đoàn. Gần đây, báo cáo của công ty chứng khoán Vietcap về tình hình tài chính của Vingroup đã gây xôn xao dư luận. Đặc biệt là thông tin tập đoàn đã chi ra tới 916,5 triệu trong năm 2020 bu, để tất toán các khoản nợ trái phiếu quốc tế trước hạn. Con số khổng lồ này đã dấy lên nhiều câu hỏi về sức khỏe tài chính của người khổng lồ một thời. Cụ thể, lô trái phiếu quốc tế trị giá 500 triệu VinGroup phát hành vào năm 2021 với lãi suất 3% một năm, đáo hạn vào năm 2026. Lô trái phiếu này cho phép trái chủ chuyển đổi sang cổ phiếu VHM với giá 123 ngàn Vnet tại cổ phiếu. Tuy nhiên, Đến cuối tháng 4 năm 2024, Vingroup đã quyết định sử dụng tiền mặt để mua lại 250 triệu mệnh giá của lô trái phiếu này. Một nửa còn lại, tương đương 250 triệu, được đảo nợ bằng cách phát hành lô trái phiếu quốc tế mới vào tháng 2 cùng năm để thanh toán. Điều đáng chú ý là lô trái phiếu mới này có lãi suất lên tới 10%, cao hơn gấp 3 lần lãi suất ban đầu và có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu VHM với giá 51,6335 VNET trên cổ phiếu. Một lô trái phiếu khác mệnh giá 625 đô la triệu được phát hành vào năm 2022, cho phép chuyển đổi sang cổ phiếu VinFast. Thông tin chi tiết về lô trái phiếu này không được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, Vingroup đã tiến hành mua lại 312,5 triệu mệnh giá vào tháng 4 và thêm 60 triệu vào tháng 7 năm 2024. Phần còn lại trị giá 2,252,5 triệu được gia hạn thanh toán đến năm 2027 sau khi thương lượng với trái chủ. Lô trái phiếu quốc tế với lãi suất 3.25% một năm có trị giá 425 triệu đ do Vinpearl, một công ty con của Vingroup, phát hành và có thời gian đáo hạn vào năm 2026. Lô trái phiếu này cho phép chuyển đổi thành cổ phiếu VX với giá 1 680 VNAT cổ phiếu. Đến tháng 8 2024, Vinpearl đã mua lại 228 bibu đô la triệu mệnh giá của lô trái phiếu này. Để thanh toán phần còn lại trị giá 111 đô triệu, Vinpearl phát hành lô trái phiếu quốc tế mới trị giá 150 đô la triệu với lãi suất 9,5% một năm và đáo hạn vào năm 2029. Tuy nhiên, bản cáo bạch của lô trái phiếu này cũng chưa được công bố. Việc các trái chủ quốc tế đồng loạt yêu cầu mua lại trái phiếu trước hạn, bất chấp việc có thể phải chịu một khoản lỗ nhất định, cho thấy niềm tin của họ vào khả năng thanh toán đúng hạn của Vingroup đang bị lung lay. Hành động này thường được xem là dấu hiệu cảnh báo về tình hình tài chính của doanh nghiệp, xuất phát từ việc giá chuyển đổi sang cổ phiếu của các lô trái phiếu hiện cao hơn nhiều so với giá thị trường của các cổ phiếu VHM, VTH, VFS. Trong bối cảnh triển vọng kinh doanh của Vingroup, đặc biệt là VinFast, còn nhiều bất ổn, việc nắm giữ trái phiếu trở nên kém hấp dẫn khiến các trái chủ tìm cách rút vốn sớm để giảm thiểu rủi ro. Thông thường, doanh nghiệp sẽ ưu tiên tận dụng tối đa nguồn vốn vay để tạo ra lợi nhuận. Việc mua lại trái phiếu sớm đồng nghĩa với việc giảm khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính, đi kèm với một khoản chi trả tiền mặt lớn, chỉ hợp lý khi lãi suất trái phiếu quá cao. Tuy nhiên, việc ông Vượng phải xoay sở để chi trả một khoản tiền khổng lồ để tất toán các khoản vay sớm cho thấy áp lực tài chính mà tập đoàn đang phải đối mặt. Và thưa quý vị, báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán bán niên 2024 của Vingroup cho thấy mảng sản xuất, trong đó chủ yếu là VinFast, đã lỗ gần 19 nghìn tỷ VNAD, trong khi ông Vượng đã phải cam kết tiếp tục rót thêm một đó tỷ cho VinFast cho đến khi hết tiền mới thôi. Việc các chủ nợ yêu cầu tất toán sớm trong bối cảnh này càng gia tăng áp lực lên dòng tiền của tập đoàn. Tình trạng này khiến uy tín của Vingroup trong mắt các tổ chức tín dụng và nhà đầu tư bị ảnh hưởng dẫn đến việc mất vị thế đàm phán khi cần huy động thêm vốn. Để tiếp cận nguồn vốn mới, tập đoàn buộc phải chấp nhận vay với lãi suất cao hơn để bù đắp cho rủi ro mà nhà đầu tư phải gánh chịu, khiến cho chi phí vốn của Vingroup sẽ tiếp tục leo thang trong thời gian tới. Điển hình là chi phí lãi vay nửa đầu năm 2020 đã tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 5,8 trăm tỷ vân lên 9,4 trăm tỷ vân Tính ra, Mỗi ngày Vingroup phải chi trả hơn 52 tỷ VND tiền lãi vay, so với mức 32 tỷ VND cùng kỳ năm trước. Báo cáo của Vietcap đã phơi bày một thực tế đáng lo ngại. Vingroup đang mắc kẹt trong vòng xoáy nợ nần, buộc phải bán bớt tài sản cũng như vay với lãi suất ngày càng cao để trả nợ. Tập đoàn đang phải gánh chịu chi phí vay nợ đắt đỏ, thậm chí chấp nhận lãi suất gấp 3 đến 4 lần so với trước để trang trải các khoản nợ bị đòi trước hạn nguồn tiền để thanh toán cho các trái phiếu. Bên cạnh việc sử dụng trái phiếu quốc tế với lãi suất cao như đã đề cập, chủ yếu đến từ hai nguồn, bán Vincom Retail và phát hành thêm trái phiếu trong nước. Tất nhiên, cũng với lãi suất cao ngất ngưởng. Cụ thể, Vingroup đã bán 70-77% cổ phần của SDE, công ty vỏ bọc sở hữu 41,5% Vincom Retail, thông qua một công ty vỏ bọc khác, Sado, thu về hơn 27,6 trăm tỷ VND và ghi nhận khoản lợi nhuận hơn 15,5 tỷ, tương đương gần 6,24 triệu. Thương vụ này cho thấy Vingroup đang phải gồng mình bán tài sản giá trị để cầm cự. Việc phải hy sinh con gà để trứng vàng Vincom Retail, thoái vốn khỏi 41,5% cổ phần tại đây, là minh chứng rõ nét cho áp lực tài chính mà tập đoàn đang phải đối mặt. Bên cạnh việc phát hành trái phiếu quốc tế với lãi suất cao để đảo nợ, Vingroup gần như không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc tìm kiếm nguồn vốn mới trên thị trường trái phiếu trong nước. Thực tế, 62% tổng số tiền huy động được trong nước suốt nửa đầu năm 2022 đến từ kênh này. Cho thấy, cơn khát tiền mặt của tập đoàn đang ở mức báo động, buộc họ phải chấp nhận vay với chi phí ngày càng đắt đỏ để trang trải các khoản nợ trái phiếu bị yêu cầu trả nợ trước hạn. Điều này thể hiện qua việc lãi suất trái phiếu mà Vingroup phải chấp nhận đang ở mức rất cao, phản ánh gánh nặng chi phí lãi vay mà tập đoàn đang phải gánh chịu. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, Vingroup đã phát hành thêm 14.000 tỷ Vinadat trái phiếu trong nước, phần lớn là trái phiếu 30, tương đương khoảng 560 đô triệu. Lãi suất trái phiếu cũng cao ngất ngường, lên tới hơn 10% một năm, gấp 3-4 lần lãi suất trái phiếu quốc tế đã mua lại, cho thấy các chủ nợ đang phải tính lãi suất cao hơn để bù đắp cho rủi ro khi cho Vingroup vay có thể thấy, giấc mơ xe điện toàn cầu với VinFast đang biến Vingroup thành con nghiện của dòng tiền. VinFast như một hố đen khổng lồ, hút cạn tài nguyên của tập đoàn, khiến Vingroup phải vay nợ với lãi suất ngày càng cao, dấn thân vào một canh bạc đầy rủi ro để thỏa mãn cơn khát vốn chưa biết điểm dừng. Vị tỷ phú nổi tiếng, lẫn tai tiếng hàng đầu Việt Nam đang phải trả giá đắt cho tham vọng của mình. Và nếu không thể sớm tìm ra lời giải cho bài toán tài chính, Giấc mơ xe điện có thể biến thành cơn ác mộng, nhấn chìm người khổng lồ trong biển nợ. Và thưa quý vị, hồ sơ lợi nhuận gần chục nghìn tỷ của Vinhomes bốc hơi vì VinFast đã diễn ra như thế nào? Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2024 của tập đoàn Vingroup cho thấy kết quả kinh doanh không có nhiều thay đổi so với báo cáo chưa kiểm toán được công bố trước đó. Theo đó, nếu không tính đến lợi nhuận từ việc bán các công ty con và liên kết nhằm xào nấu sổ sách, mảng kinh doanh bất động sản, với doanh thu chủ yếu đến từ Vinhomes, vẫn là đầu tàu. Với lợi nhuận chiếm tới 72% tổng lợi nhuận của các mảng kinh doanh có lãi. Tuy nhiên, mức lợi nhuận này cũng trở nên vô nghĩa khi phải gồng gánh khoản lỗ khổng lồ gần 19.000 tỷ đồng từ mảng sản xuất, mà thủ phạm chính là cục nợ VinFast. Kết quả là, toàn tập đoàn Vingroup ghi nhận khoản lỗ 7.000 tỷ đồng, cho thấy gánh nặng VinFast đang đè lên vai người anh cả Vinhome và toàn bộ tập đoàn. Cụ thể, tính tới nửa đầu năm 2024, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bất động sản, chủ yếu là từ Vinhomes, đạt 9.700 tỷ đồng, một con số đáng thất vọng khi so sánh với mức 17.900 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự sụt giảm gần 46%. Dù vẫn đóng góp phần lớn lợi nhuận cho tập đoàn, nhưng rõ ràng mảng bất động sản cũng đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang trầm lắng, kế đến là mảng kinh doanh cho thuê bất động sản và dịch vụ liên quan, mà Vincom Retail là đơn vị đóng góp chủ yếu, đang phải đối mặt với sự sụt giảm nghiêm trọng khi lợi nhuận chỉ đạt 1.300 tỷ đồng, giảm mạnh tới 52% so với mức 2.700 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Ngược lại, Mảng giáo dục với hai đại diện là VinSchool và VinUni lại ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ với lợi nhuận đạt 335,9 tỷ đồng bơ tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, VinPearl, công ty con chiếm phần lớn doanh thu mảng du lịch, vui chơi giải trí và dự kiến niêm yết cổ phiếu trong năm nay vẫn chưa thoát khỏi vũng lầy thua lỗ. Dù khoản lỗ 539 tỷ đồng đã giảm ảm đáng kể 77% so với mức 2.500 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023, nhưng rõ ràng Vinpro vẫn còn một chặng đường dài phía trước để có thể khẳng định vị thế và đóng góp tích cực vào lợi nhuận của toàn tập đoàn. Theo quy định của luật chứng khoán Việt Nam, điều kiện để một công ty có thể niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán cần có Ty cần có lợi nhuận trong ít nhất 2 năm liền kề trước khi IPO không bị lỗ lũy kế và tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân phải không thấp hơn 5%. Như vậy, với tình hình lỗ liên tiếp của Vinper như hiện nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng phải chỉ đạo xử lý kỹ thuật để tạo doanh thu trên sổ sách báo cáo tài chính riêng lẻ của Vinper. Mạng sản xuất với Vinfast là nguồn thu chính ghi nhận tổng doanh thu thuần 14.200 tỷ đồng. Sau khi loại trừ doanh thu nội bộ 167 tỷ đồng, doanh thu thuần của riêng Vinfast đạt 14.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty taxi xe điện GSM của Chủ tịch Vingroup ông Phạm Nhật Vượng đóng góp tới 5.700 tỷ đồng, chiếm 40% doanh thu thuần của toàn mạng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lên tới 24.700 tỷ đồng đã khiến mảng sản xuất lỗ thuần gần 19.000 tỷ đồng, tăng gần 30% so với mức lỗ 14.700 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Ra soát, doanh thu tài chính 26.600 tỷ, chủ yếu từ tiền bán Vincom Retail. Doanh thu tài chính của Vingroup từ việc bán công ty con và thanh lý các khoản đầu tư tài chính. Danh mục chính cho việc xào nấu sổ sách của Vingroup là hơn 26.600 tỷ đồng, chủ yếu tới từ việc bán Vincom Retail và công ty NVE Việt Nam. Cụ thể, Vingroup đã bán 80% công ty NVE Việt Nam thu về khoản lãi 8.000 tỷ đồng, 20% còn lại chuyển giao cho Vinhomes và bút toán thành khoản đầu tư vào công ty con. Công ty NV Việt Nam là công ty đầu tư thứ cấp vào dự án Vinhomes Royal Iceland, Vũ Yên, Hải Phòng. Thông tin về giao dịch này đã được nhắc tới trong bài Không chỉ VinFast, Vingroup của Phạm Nhật Vượng cũng đang cố gượng đã đăng trước đây. Ngoài ra, Vingroup đã lần lượt đã bán 70,77% cổ phần của SDI, công ty vỏ bọc sở hữu 41,5% Vincom Retail thông qua một công ty vỏ bọc khác, Sado, thu về hơn 27,6 trăm tỷ Vinet và ghi nhận khoản lợi nhuận hơn 15,500 tỷ VNET, tương đương gần 624 triệu USD. Bên mua là bốn công ty vỏ bọc đều có mối liên quan đến Techcombank. Techcombank và công ty chứng khoán Techcombank cũng là chủ nợ trái phiếu trong nước lớn nhất với 53.700 tỷ đồng, chiếm tới gần 53% số khoản vay trái phiếu trong nước. Đây là còn chưa kể có khả năng còn các khoản vay được giấu và tạo doanh thu thông qua các công ty vỏ bọc như Nam An, với 4.700 tỷ đồng được Techcombank cho VinFast vay, trước đây chưa được thống kê. Cụ thể, Nam An là một công ty có liên quan đến tập đoàn Vingroup nhưng không thuộc công ty liên kết của tập đoàn, có người đại diện pháp luật là ông Hoàng Quốc Thủy. Trụ sở chính của Nam An ở tầng 2, khu Amas Market, đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái Vinomes Riverside. Ông Hoàng Quốc Thủy là một trong những người sáng lập Technocom cùng Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tại Ukraine. Sau khi gia nhập Technocom, ông từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng. Ông cũng đã đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Quang Thái, từng là cổ đông lớn của tập đoàn Vingroup. Ngày 9 tháng 3 năm 2023, VinFast đã ký kết hợp tác kinh doanh với công ty Nam An. Theo đó, Nam An cam kết đầu tư 5.875 tỷ đồng, 2,46,9 triệu, để phát triển nhà máy sản xuất ô tô tại Hải Phòng đổi lại Nam An sẽ được hưởng lợi nhuận từ việc bán xe điện của Vinfast 1,5% tổng doanh thu năm 2023 và 0,5% tổng doanh thu hoặc 5% lợi nhuận gộp năm 2024. Hợp đồng có thời hạn 18 tháng, sau đó Nam An có thể rút vốn, gia hạn thêm 18 tháng hoặc chuyển đổi khoản đầu tư thành vay có bảo đảm. Trước đó, Nam An đã phát hành 47.000 trái phiếu NCB 2324001 mệnh giá 100 triệu đồng trái phiếu. Thuộc loại 30 là không chuyển đổi, đây không kèm chứng quyền, không được bảo lãnh thanh toán. Trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng, lãi suất 13% 5 năm, kết hợp cố định và thả nổi, và được đảm bảo bằng tài sản là quyền lợi từ hợp đồng hợp tác kinh doanh với Vinfast và các hợp đồng mua bán với Vinhomes. Cụ thể, Nam An đã thế chấp các quyền lợi này tại Techcombank trước khi phát hành trái phiếu bằng báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Trong cùng báo cáo tài chính của VinFast cũng ghi nhận khoản Cash Received Under a Business Cooperation Contract, tức tiền mặt nhận được theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, với giá trị 5.875 tỷ đồng. Có thể nhận thấy rằng con số này đã bao gồm cả lãi suất 13.5 của khoản tiền 4.700 tỷ đồng sau 18 tháng. Qua đó, bằng cách sử dụng công ty vỏ bọc Nam An để vay 4.700 tỷ đồng từ Techcombank thông qua phát hành trái phiếu Nancy Bay 232401, Vingroup đã hô biến khoản vay thế chấp bằng doanh thu VinFast trong tương lai thành doanh thu từ đầu tư, bao gồm cả lãi vay. Cách thức này đã giúp Vingroup tạo ra doanh thu cho cả VinFast và tập đoàn, làm đẹp cho báo cáo tài chính. Ngoài ra, Nam An cũng xuất hiện trong cái nồi xào nấu sổ sách bán niên 2024 -20 của Vingroup lần này, khi có giao dịch với hai công ty dự án của Vingroup. Cụ thể, công ty du lịch Phú Quốc đã chuyển nhượng quyền khai thác và cho thuê biệt thự biển ở Phú Quốc cho Nam An và ghi nhận lợi nhuận 1.920 tỷ đồng và một hợp đồng tương tự với công ty cổ phần Vinpearl thu về lợi nhuận 1.223 tỷ đồng. Và thưa quý vị, câu chuyện sức khỏe tài chính của người khổng lồ Vingroup là những chiếc bẫy nợ nần. Và thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thanh cùng toàn thể ban biên tập Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin quý vị hãy bấm like và viết nhiều comments cũng như chia sẻ các nội dung của KTV tới nhiều người để biết. Đây là cách có thể góp phần chấn hưng dân khí, nâng cao dân trí của con người cũng như xã hội Việt Nam với mục đích để góp phần đưa đất nước Việt Nam phát triển đi đến thịnh vượng, giàu mạnh và mọi người ấm no hạnh phúc. Xin chúc quý vị một ngày an lành, vui vẻ và hạnh phúc và xin gặp lại quý vị trong các chương trình sau xin gửi lời chào tạm biệt bye bye quý vị